Xin chào các bạn và chào mừng đến với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC của tự ôn thi.com Đây là video thứ 7 trong chuỗi bài giảng mới của môn FM quản lý tài chính Trong video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về cái cách áp dụng kỹ thuật DCF để mà đánh giá lựa chọn giá đầu tư Vậy thì sang video ngày hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang đi tìm hiểu chi tiết cái cách tính chi phí sử dụng vốn để làm căn cứ lựa chọn nguồn vốn tài trợ cho dự án như mình đã nói khi mà giới thiệu về chi phí sử dụng vốn trong video thứ ba thì mỗi một loại chi phí sử dụng vốn nó sẽ có cái cách tính chi tiết khác nhau nhưng nhìn chung thì sẽ có hai cách tiếp cận sau thứ nhất là cách tiếp cận dựa vào cái mối tương quan giữa giá trị hiện tại và giá trị trong tương lai của dòng tiền của cái nguồn vốn tức là ta sẽ sử dụng dòng tiền để tính ngược ra cái chi phí sử dụng vốn nhé còn thứ hai là cách tiếp cận dựa vào mối quan hệ giữa rủi ro hệ thống của thị trường và rủi ro cụ thể của từng khoản đầu tư thì cách tiếp cận này thì còn được gọi là cái mô hình cpm sau đây chúng ta hãy cùng đi xem cách áp dụng hai cách tiếp cận này vào trong các cái tình huống tính chi phí sử dụng vốn cụ thể cho từng loại nguồn vốn nhé đầu tiên là các cái tình huống tính chi phí sử dụng vốn cho nguồn vốn vay với cái chi phí sử dụng vốn vay thì ta sẽ đi xem xét chi tiết cho ba cái loại công cụ huy động vốn vay thứ nhất là các khoản nợ không hoàn lại thứ hai là các khoản nợ có hoàn lại và thứ ba là các khoản nợ có khả năng chuyển đổi. Mỗi một cái loại chi phí sử dụng vốn vay thì nó sẽ có cái cách tính chi tiết khác nhau nhưng mà nhìn chung thì nguyên lý sẽ áp dụng theo cách tiếp cận số 1 tức là dựa vào cái mối tương quan giữa cái giá trị hiện tại và giá trị trong tương lai của dòng tiền để mà tính toán. công cụ vay đầu tiên, các khoản nợ vay không hoàn trả thì đây là các khoản nợ vay có trả lãi định kỳ nhưng mà không có ngày trả nợ gốc cụ thể. Ví dụ về cái loại công cụ này chính là trái phiếu vĩnh cửu, tức là không có ngày đáo hạn, mà chỉ có là định kỳ trái chủ sẽ nhận được một cái phần tiền lãi cố định. Cái loại hình các cái khoản nợ bay không hoàn trả này thì mình đã lấy ví dụ để giới thiệu trong video số 3 về cái chi phí sử dụng vốn rồi, nên mình sẽ không nói lại chi tiết nữa. Các bạn có thể tham khảo thêm nếu cần nha. Ở đây mình chỉ tóm tắt lại một chút cái thông tin thôi, đó là cái bản chất của cái công cụ này là có cái số tiền lãi trả hàng kỳ, nó chính là cái dòng tiền đều vô hạn, đúng không ạ? Do đó thì chúng ta có thể vận dụng cái công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều vô hạn để mà xác định cái chi phí sử dụng vốn của cái loại nợ vay này. Thì cái công thức mà chúng ta đã biết từ các cái video trước đó là P thì bằng I chia cho KD. Trong đó thì K ở đây sẽ là cái chi phí sử dụng vốn vay, còn I sẽ là cái số tiền lãi trả hàng kỳ và nó là cái dòng tiền đều vô hạn. Còn P sẽ là cái giá trị của cái khoản nợ của cái công cụ nợ thì từ đó ta có thể suy ra rằng là K sẽ bằng Y chia cho P đúng không ạ? Ở đây sẽ phải lưu ý hai điểm, cái thứ nhất là về P thì P nó là cái giá trị hiện tại không bao gồm tiền lãi sắp chi trả của cái công cụ nợ. Vì nếu như mà cái có một cái à, cái công cụ nợ này sắp được chi trả tiền lãi thì cái tiền lại đó sẽ được trừ khỏi cái giá trị của cái công cụ nợ này. Cái lưu ý thứ hai là liên quan đến cái việc ở xem xét ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cái uh, tính toán chi phí sử dụng vốn vay. Ta gọi T là cái thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng thì khi đó KD sẽ bằng Y nhân với 1 trừ T mà chia cho P thì lý do mà chúng ta phải xem xét cái ảnh hưởng của thuế nhập doanh nghiệp khi tính chi phí sử dụng vốn vay thì đó là vì cái chi phí lãi vay nó sẽ được khấu trừ cho mục đích thuế nhập doanh nghiệp tức là nó sẽ được coi là chi phí hợp lý hợp lệ do đó được uh, trừ khỏi cái thu nhập chịu thuế đúng không ạ do vậy nó sẽ làm giảm cái chi phí thực sự của doanh nghiệp đi ví dụ cái số tiền chi phí lãi vay công ty phải chi trả là 10 tỷ nhưng bởi vì được khấu trừ cho mục đích thuế nhập doanh nghiệp nên uh, sẽ được thực chất là sẽ tiết kiệm được là 10 tỷ nhân với 30% bằng 3 tỷ và do vậy cái chi phí lãi lại bay thực sự ở đây sẽ chỉ là 10 tỷ chứ 3 tỷ bằng 7 tỷ mà thôi được chưa và bởi vì như vậy thì cái chi phí sử dụng vốn vay ta tính ra ở trong trường hợp này sẽ là cái chi phí sử dụng vốn vay sau thuế tức là cái chi phí sử dụng vốn vay sau khi đã tính ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp nếu như đề bài hỏi chúng ta yêu cầu chúng ta phải tính cái chi phí sử dụng vốn vay trước thuế hoặc đề bài ghi là bỏ qua ảnh hưởng của thuế hoặc đề bài ghi là cái tiền lãi trả hàng kỳ đã là cái số sau thuế rồi thì khi đó chúng ta sẽ phải bỏ cái cụm 1 trừ T ra khỏi công thức tính chi phí sử dụng vốn vay nha. Rất nhiều bạn sẽ bị cái lỗi sai là vì các bạn không có hiểu bản chất của cái vấn đề là sau thuế hay trước thuế. Do vậy là đề bài đã cho là cái chi phí sử dụng vốn vay là đã là số sau thuế rồi tức là đã nhân với là y nhân một trừ t rồi thì lúc các bạn tính kd các bạn lại vẫn nhân thêm một trừ t một lần nữa tức là các bạn đã xem xét ảnh hưởng của thuế hai lần và do vậy em bị sai bây giờ chúng ta hãy cùng xem một cái ví dụ đơn giản sau tình huống đưa ra là một công ty thì phát hành một cái chứng chỉ nhận nợ không hoàn trả có lãi suất là 12% với cái giá phát hành là 95 đô biết rằng cái giá thị trường hiện tại của cái chứng chỉ nhận nợ này là 92 đô Công ty thì có thuế suất thuế nhập doanh nghiệp là 30%. trăm hỏi uh, chi phí sử dụng vốn thuần của cái chứng chỉ này làm tròn đến uh, một số thập phân thì cái đây là một cái tình huống rất là đơn giản rõ ràng không có gì để khó khăn cả đầu tiên ta sẽ xác định được y chính là cái lãi suất danh nghĩa của cái công cụ vay này là bằng 12 phần đúng không ạ giá trị hiện tại của cái công cụ này là 92 đô. Thuế suất T bằng 30%. Thì như vậy ta thay vào công thức ta sẽ có KD bằng Y nhân 1 T chia P đúng không ạ? Sẽ bằng là 12% nhân 1 trừ 30% mà chia cho 92 bằng là 9.1%. Thì đó là đối với cái các cái khoản nợ vay không hoàn trả. Chúng ta sang cái loại công cụ huy động vốn vay thứ hai là các cái khoản nợ vay mà có hoàn trả gốc. Thì đây là các khoản vay mà lãi suất được chi trả định kỳ cho đến khi khoản vay đáo hạn và tiền gốc được hoàn trả. Thì đây là cái khoản vốn vay mà chúng ta gặp rất là nhiều trong cuộc sống, ví dụ như là ta vay ngân hàng hay là vay doanh nghiệp thông thường đúng không ạ? Và để tính ra cái chi phí sử dụng vốn vay trong trường hợp này thì ta vẫn sẽ dựa vào cái mối quan hệ giữa giá trị hiện tại và giá trị tương lai của cái công cụ vay. Với cái công cụ này thì cái tiền trả lãi hàng kỳ y sẽ được coi là dòng tiền đều từ năm 1 đến năm N. N là số năm đáo hạn đúng không ạ? Và tại năm N thì chúng sẽ phát sinh cả cái khoản thanh toán tiền gốc là P. Như vậy, ta sẽ có cái công thức tính P0 tức là giá trị hiện tại của cái công cụ nợ này sẽ bằng Y nhân với 1 T chia cho 1 cộng KD tức cả mũ 1 cộng với Y nhân 1 T chia cho 1 cộng KD tức cả mũ 2 cộng đến Y nhân 1 T chia cho 1 cộng KD tức cả mũ N tức là dòng tiền lãi Y từ năm 1 cho đến năm N được quy về thời điểm hiện tại và có xem xét đến ảnh hưởng của thuế nhập doanh nghiệp đúng không ạ? Ngoài ra thì còn có cả cái phần tiền gốc P cần hoàn trả vào năm N nữa thì ta cũng phải quy đổi P từ tương lai về hiện tại bằng cách lấy P chia cho 1 cộng KD tất cả mũ N. Được chưa ạ? Và để mà xác định được KD thì chúng ta phải giải cái phương trình này và cách chúng ta làm là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp irr hy vọng là đến video này thì các bạn đã nắm được cái cách uh, tính irr rồi nếu không thì các bạn có thể xem lại video số 5 nha trong bài thi thì tất nhiên ta có thể sử dụng uh, công thức tính irr trong excel để mà tính nhanh nhưng ở cái phần câu hỏi uh, lựa chọn ở mục phần a phần b ấy, thì có thể người ta sẽ yêu cầu chúng ta tính irr bằng cách sử dụng hai cái tỷ lệ chiết khấu mà tình huống đề bài cung cấp thì uh, cách nào cũng được vấn đề là ta xác định đúng dòng tiền để mà tính irr thôi sau đây chúng ta hãy cùng đi xem ví dụ sau. Tình huống đưa ra là giám đốc tài chính của một công ty thì không có khả năng để tìm cái khoản vay ngân hàng khác cho công ty, do vậy thì đã quyết định là phát hành trái phiếu để mà tài trợ tài chính cho công ty. Trái phiếu của công ty này thì được phát hành theo mệnh giá là 100 đô trên một trái phiếu và sẽ được trả lãi danh nghĩa là 9% một năm. Chi trả vào thời điểm cuối mỗi năm. Trái phiếu thì sẽ được hoàn trả theo cái giá trị là 10% thặng dư trên uh, giá trị danh nghĩa sau 10 năm. Yêu cầu ở đây là đi tính cái chi phí sử dụng vốn vay sau thuế của trái phiếu này. Đầu tiên thì ta hãy thử với cách tính IRR truyền thống nhé. Là ta sẽ xác định dòng tiền sau đó chiết khấu theo hai tỷ lệ và áp dụng công thức tính IRR để tính ra. Đầu tiên là về dòng tiền thì công ty phát hành trái phiếu theo mệnh giá là 100 đô nên tại thời điểm phát hành trái phiếu sẽ có dòng tiền vào thu được là 100 đô đúng không ạ? Tức là 50 đó. Sau đó thì bởi vì lãi thì được trả vào cuối mỗi năm nên là từ năm 1 cho đến năm 10 sẽ phát sinh cái chi phí lãi vay ở đây là 9% x 100 đô bằng là 9 đô. Tuy nhiên ở đây thì ta phải xem xét ảnh hưởng của thuế đến chi phí lãi vay nữa. Do vậy thì cái chi phí lãi vay sau thuế mỗi năm ở đây sẽ là 9 đô mà nhân với 1 30% bằng 6.3 đô. Các bạn cũng lưu ý tình huống đề bài cho thông tin là lãi trái phiếu trả cuối mỗi năm nên ta mới xác định là cái dòng tiền lãi phát sinh từ năm 1 đến năm 10 nhé. Còn nếu như đề bài cho thông tin là lãi trái phiếu trả đầu năm vậy thì theo cái quy ước về thời điểm phát sinh dòng tiền mà chúng ta đã học ở video về cái kỹ thuật ở DCF đó thì dòng tiền lãi của công ty lúc này sẽ được tính là từ năm 0 đến năm 9 đúng không ạ bởi vì dòng tiền phát sinh vào đầu năm nay sẽ được coi là phát sinh ở thời điểm cuối năm trước đúng không quay trở lại với cái bảng tính của chúng ta thì riêng năm 10 ngoài cái phần tiền lãi thì công ty còn phải hoàn trả lại phần tiền gốc trái phiếu theo cái mức là 10% thặng dư so với mệnh giá nữa tức là 10% nhân với cả 100 bằng thêm là 10 đô Tức là dòng tiền năm 10 sẽ phát sinh thêm Cái phần dòng tiền ra là 110 đô đúng không ạ Thì sau khi mà xác định được dòng tiền cho từng năm rồi Thì chúng ta có thể lựa chọn cái tỷ lệ Chiết khấu ở đây là 5% và 10% Để chiết khấu dòng tiền về hiện tại Như các bạn thấy trên màn hình đó Với cái phần tiền lãi sau thuế từ năm 1 đến năm 10 Thì bởi vì nó là dòng tiền đều Nên ta có thể sử dụng Cái hệ số chiết khấu dòng tiền đều để tính gộp cho nhanh thì cái hệ số chiết khấu dòng tiền đều có thể được tính bằng công thức là bằng um, AS bằng 1 trừ đi 1 cộng R mũ trừ N sau đó tất cả chia cho R Được chưa ạ? Hoặc là ta tra cái bảng um, dòng tiền đều, bảng hệ số chiết khấu dòng tiền đều là ra Cách xây dựng công thức hoặc là tra cứu bảng thì mình đã hướng dẫn ở video số 2 về chiết khấu dòng tiền rồi Các bạn có thể tham khảo nếu cần nhé Ở đây thì mình sẽ chỉ lắp công thức và tính toán thôi Cụ thể là với cái tỷ lệ chiết khấu là 5% thì cái hệ số chiết khấu dòng tiền đều AS sẽ bằng là 1 trừ đi 1 cộng với cả 5% tất cả mũ trừ 10 sau đó chia cho 5% bằng là 7.722 Tương tự như vậy với tỷ lệ chiết khấu 10% thì hệ số chiết khấu trong tiền đều AF sẽ bằng là 1 trừ đi 1 cộng 10% tất cả mũ trừ 10 sau đó tất cả chia cho 10% bằng là 6.145 còn với cái hệ số chiết khấu của năm riêng năm thứ 10 thì rất là dễ rồi đúng không ạ? Tại tỷ lệ chiết khấu 5% sẽ là bằng 1 chia cho 1 cộng 5% tất cả mũ 10. Còn tỷ lệ chiết khấu 10% thì sẽ là bằng 1 chia cho 1 cộng 10% tất cả mũ 10. Và sau khi mà đã tính toán ra được cái hệ số chiết khấu thì mọi việc còn lại rất là dễ dàng. Ta sẽ tính ra được cái giá trị hiện tại của trái phiếu tại cái mức tỷ lệ chiết khấu 5% sẽ là trừ 16.19 còn tại cái mức chiết khấu 10% sẽ là 18.83 sau đó thì ta sẽ dùng cái công thức tính IRR để mà tính ra KD tức là tính ra cái chi phí sử dụng vốn vay KD sẽ bằng 5% cộng với cả 10% trừ 5% sau đó nhân với cả trừ 16.19 chia cho trừ 16.19 trừ đi bằng là 7.31%. Thì đây là tính IR theo kiểu truyền thống đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ xem xem là nếu như tính trên Excel thì chúng ta sẽ đặt công thức như thế nào. Chúng ta sẽ liệt kê cái dòng tiền từ năm 0 cho đến năm 10 đúng không ạ? Dòng tiền vào của năm 0 đây là 100 đô sau đó là dòng tiền ra từ năm 1 đến năm 10. Riêng năm 10 thì chúng ta sẽ cộng gộp cả số tiền lãi và cái phần tiền gốc hoàn trả thì sẽ thành là trừ 116.3 đô. Thì như vậy ta cuối cùng ta dùng luôn công thức IRR. Ta sẽ ra được cái chi phí sử dụng vốn vay ở đây sẽ là 7.02%. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là có cái sự chênh lệch giữa cái việc chúng ta tính IRR theo công thức truyền thống và tính IRR trong Excel. Chúng ta hãy sang cái công cụ nợ vay cuối cùng đó là các khoản nợ có khả năng chuyển đổi thì đây là cái công cụ nợ mà có thể được chuyển đổi sang cổ phiếu sau một thời gian nhất định với một cái tỷ lệ chuyển đổi nhất định ví dụ như là một uh, trái phiếu thì chuyển đổi sang 10 cổ phiếu đúng không ạ? thì với các cái công cụ này cái việc xác định chi phí sử dụng vốn nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng chuyển đổi của công cụ này trong tương lai nếu như mà cái việc chuyển đổi không có khả năng diễn ra thì khi đó người nắm giữ sẽ nhận được tiền lãi tiền gốc như một cái công cụ nợ có hoàn trả thông thường đúng không ạ? thì khi này cái giá trị của cái quyền chuyển đổi sẽ không được xem xét đến bởi vì nó không có khả năng diễn ra mà. thì do vậy chúng ta cũng sẽ tính cái chi phí sử dụng vốn cho công cụ này giống như là cái công cụ của nợ vay có hoàn lại, tức là áp dụng phương pháp tính ir đúng không ạ? còn cái tình huống nếu như mà cái việc chuyển đổi nó có khả năng diễn ra thì khi đó ta sẽ phải xem xét cái giá trị của cái quyền chuyển đổi cụ thể thì ta vẫn sẽ dùng phương pháp ir nhưng mà nó sẽ có cái sự khác biệt cái số năm đáo hạn của cái công cụ này bây giờ sẽ được xác định bằng số năm để thực hiện cái quyền chuyển đổi và cái giá trị đáo hạn của cái công cụ này sẽ được xác định bằng giá trị chuyển đổi như vậy thì cái vấn đề mấu chốt ở đây là phải xác định cái việc chuyển đổi của cái công cụ này có khả năng diễn ra hay không đúng không ạ còn uh, xác định như thế nào thì chúng ta hãy cùng đi xem ví dụ sau. Tình huống đưa ra là công ty BRW có một cái chứng từ nhận nợ có hoàn trả được giao dịch với cái giá là 90 đô. Lãi suất danh nghĩa là 10%. Cái chứng từ nhận nợ này thì có thể được hoàn trả với cái mức lợi tức là mức thẳng dư là 10% trong vòng 5 năm hoặc là chuyển đổi thành 20 cổ phiếu tại thời điểm đó tức là cái thời điểm thời gian chuyển đổi đây cũng là 5 năm bằng với cả thời gian hoàn trả đúng không ạ? Biết rằng cái giá trị hiện hành của cổ phiếu này là 2.5 đô và dự kiến tăng trưởng 10% một năm trong tương lai gần. Thuế suất của công ty là 30%. Yêu cầu ở đây là ước tính cái chi phí sử dụng vốn của cái chứng từ nhận nợ này làm tròn đến một số thập phân. Thì cái tình huống này đề bài không có nói rõ là việc chuyển đổi có khả năng diễn ra hay không. Do vậy, việc của chúng ta đầu tiên ở đây là phải đưa ra cái xác định xem là cái việc chuyển đổi có khả năng diễn ra hay không đúng không ạ nhớ là đưa ra xét đoán mà không phải là đoán mò nhá cụ thể là ta sẽ phải tính toán và so sánh giữa cái giá trị công ty nhận được khi chuyển đổi và khi không chuyển đổi nếu như cái giá trị chuyển đổi lớn hơn cái giá trị hoàn trả thông thường thì tất nhiên là việc chuyển đổi có khả năng diễn ra đúng không ạ và ngược lại bởi vì là nhà đầu tư họ sẽ chọn phương án có lợi nhất cho họ mà trong cái tình huống của chúng ta thì cái giá trị mà công ty sẽ nhận được khi chuyển đổi cái chứng từ nhận nợ sang cổ phiếu sẽ được xác định bằng giá trị của 20 cổ phiếu mà công ty nhận được trong tương lai. Để bài cho chúng ta thông tin giá trị cổ phiếu hiện tại là 2.5 đô trên một cổ phiếu, do vậy ta sẽ phải quy đổi cái giá trị hiện tại này thành giá trị trong tương lai sau 5 năm bằng cách là chúng ta sử dụng cái công thức quy đổi dòng tiền từ hiện tại về tương lai mà công thức đó của chúng ta là giá trị trong tương lai bằng giá trị hiện tại nhân 1 cộng r tất cả mũ n đúng không ạ? Với n bằng 5 và r bằng 10% tức là tỷ lệ tăng trưởng của cổ phiếu thì như vậy cái giá trị chuyển đổi của chứng từ nhận nợ này sau 5 năm sẽ là bằng 20 cổ phiếu mà nhân với cả 2.5 đô nhân với cả 1 cộng 10% mỗi năm bằng là 80.5 đô mình làm tròn. Trong khi đó, nếu như không chuyển đổi sang cổ phiếu mà thực hiện hoàn trả nợ gốc với tỷ lệ thẳng dư 10% thì cái số tiền công ty nhận được sau 5 năm sẽ là 100 đô mà nhân với cả 1 cộng 10% bằng là 110 đô. Thì đây các bạn sẽ thấy rằng là cái giá trị hoàn trả được tính trên cái mức là 100 đô chứ không phải là 90 đô. Lý do bởi vì cái giá trị hoàn trả nó sẽ được tính trên giá trị danh nghĩa chứ không phải là giá phát hành hoặc là giá hiện hành đúng không ạ? Mà 100 đô sẽ là cái giá trị danh nghĩa mặc định của chứng từ nhận nợ Còn 90 đô chỉ là giá phát hành mà thôi Thì sau khi mà đã xác định được cái giá trị chuyển đổi và giá trị hoàn trả của cái chứng từ nhận nợ này Thì ta thấy rằng là cái chứng từ nhận nợ này nó có cái giá trị hoàn trả lớn hơn giá trị chuyển đổi Do vậy nhà đầu tư họ sẽ chọn phương án có lợi hơn Tức là họ sẽ không thực hiện cái việc chuyển đổi này và bởi vì cái việc chuyển đổi này không diễn ra nên cái công cụ này nó sẽ được tính toán cái chi phí sử dụng nợ như một cái khoản nợ có hoàn trả thông thường tức là sử dụng phương pháp IRR nha. Đầu tiên thì ta sẽ đi xác định dòng tiền các năm Tao thể lập bảng. Năm 0 thì công ty sẽ có cái dòng tiền vào là 90 đô. Đúng không ạ? Từ năm 1 đến 5 năm 5 thì có cái dòng uh, tiền lãi sau thuế ở đây sẽ là 100 đô, tức là giá trị danh nghĩa nhân với cả cái lãi suất ở đây là 10% sau đó nhân với thuế suất 1 trừ 30% thì ra được là 7 đô, đây là dòng tiền ra. Năm thứ năm thì bởi vì là công ty à, bởi vì là nhà đầu tư họ sẽ chọn cái phương án là hoàn trả nợ gốc cộng với thặng dư, do vậy cái giá trị hoàn trả ở đây mà công ty sẽ phải phát sinh dòng tiền ra là 100 nhân với cả 1 cộng 10% bằng 110 đô. Sau khi mà đã xác định được dòng tiền các năm rồi thì chúng ta sẽ đi uh, xác định cái hệ số chiết khấu tương ứng với cái tỷ lệ chiết khấu ta chọn đây có thể là 10% đi. Thì từ năm 1 đến năm 5 bởi vì nó là dòng tiền đều thì ta cũng sẽ có thể áp dụng cái công thức tính hệ số chiết khấu của dòng tiền đều đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể uh, tra bảng ta sẽ ra được cái hệ số chiết khấu của dòng tiền đều từ năm 1 đến 5 năm tại cái mức chiết uh, tỷ lệ chiết khấu 10% sẽ là 3.791. Còn cái hệ số chiết khấu của năm thứ 5 sẽ là 1 chia cho 1 cộng 10% mũ năm bằng là 0.621. Thì uh, ta sẽ tính ra được cái NPV tại cái mức chiết khấu 10% này sẽ là trừ 4.85. Bởi vì uh, đây là số âm nên ta sẽ chọn thêm cái tỷ lệ chiết khấu lớn hơn 10% để uh, ra được cái NPV lớn hơn 0 cụ thể là ta sẽ chọn cái tỷ lệ chiết khấu là 15% đi thì uh, áp dụng cái công thức tính tương tự ta sẽ tính ra được NPV tại cái mức chiết khấu 15% này là 11.87 sau đó đến đây thì đơn giản rồi ta áp dụng công thức tính IRR đúng không ạ ta sẽ ra được cái chi phí sử dụng vốn vay ở đây sẽ là bằng 10% cộng 15% trừ 10% nhân với cả trừ 4.85 mà chia cho trừ 4.85 trừ đi 11.87 bằng là 11.5% cũng là cái tình huống này nhưng nếu như bây giờ ta thay cái giá hiện hành của cổ phiếu là 3.5 đô trên một cổ phiếu khi đó thì cái giá trị uh, chuyển đổi của công ty sẽ là bằng 20 nhân 3.5 nhân với cả 1 cộng 10 phần mỗi năm bằng là 20 nhân 5.6 bằng là 112 đô trong khi đó cái giá trị hoàn trả của cái chứng từ nhận nợ này vẫn không đổi vẫn là 110 đô thì như vậy cái giá trị chuyển đổi khi này nó sẽ lớn hơn giá trị hoàn trả và do vậy nhà đầu tư họ sẽ chọn phương án có lợi hơn tức là sẽ thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu đúng không ạ? Khi này thì cái bảng tính NPV tại hai mức chiết khấu của chúng ta sẽ có sự thay đổi. Bởi vì cái thời gian chuyển đổi trong tình huống này của chúng ta bằng với cả thời gian hoàn trả là 5 năm nên là không thời gian tính tiền lãi và chiết khấu thì không có gì thay đổi vẫn là từ năm 1 đến năm 5 năm đúng không ạ? Thay đổi sẽ chỉ có ở cái phần giá trị chuyển đổi mà nhà đầu tư nhận được ở năm thứ năm hay là cái dòng tiền mà công ty phải chi ra để khi mà nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi cổ phiếu ở đây sẽ là 112 đô thay vì là 110 và với cái sự thay đổi như vậy thì cái NPV tại hai mức chiết khấu của chúng ta bây giờ sẽ là trừ 6.09 và 10.87 và cái chi phí sử dụng vốn vay bây giờ sẽ là bằng 11.8% như vậy thì ta thấy rằng là cái chi phí sử dụng vốn vay khi mà cái việc chuyển đổi có khả năng diễn ra thì nó sẽ lớn hơn là khi mà việc chuyển đổi không có khả năng diễn ra mặc dù tranh lệch một chút thôi nhưng vẫn là có sự khác biệt. Thì đó là về các công cụ nợ nhé. Bây giờ ta sẽ sang cái nhóm thứ hai là các cái tình huống về tính chi phí sử dụng vốn cho nguồn vốn chủ sở hữu. Với nguồn vốn chủ sở hữu thì ta sẽ có ba cái loại tình huống hai tình huống đầu tiên thì là cái chi phí sử dụng vốn chủ sẽ được tính dựa vào mô hình định giá cổ tức và mô hình cổ tức tăng trưởng hai cái tình huống này thì về bản chất đều là sử dụng cái nguyên lý của chiết khấu dòng tiền để chiết khấu cổ tức để xác định ra giá trị của cổ phiếu thôi còn tình huống thứ ba thì là ta sẽ theo cách tiếp cận sử dụng công thức CPM liên quan cái việc là uh, sử dụng về mối quan hệ giữa rủi ro hệ thống và rủi ro cụ thể của khoản đầu tư sau đây thì ta sẽ lần lượt đi xem xét cái tình huống này. Tình huống đầu tiên đơn giản nhất đó là cái việc chúng ta đi chiết khấu cổ tức. Thì cái mô hình này nó sẽ giả định rằng là công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức. Và cổ tức tương lai của cổ phiếu sẽ là không đổi. Và cái giá trị thị trường của cổ phiếu thì có liên quan trực tiếp đến cổ tức kỳ vọng trong tương lai của cổ phiếu. Thì các bạn thấy rằng là với cái trường hợp như này, cổ phiếu nó sẽ tương tự như một cái khoản uh, nợ vay không hoàn lại đúng không ạ? Chỉ khác biệt ở cái chỗ là cổ tức chi trả từ nguồn lợi nhuận giữ lại uh, sẽ không được trừ khi tính thuế. Do vậy thì ta sẽ không tính ảnh hưởng của thuế khi mà lên cái công thức để tính chi phí sử dụng vốn, còn đâu thì công thức nó sẽ hoàn toàn tương tự. Cụ thể ta sẽ có là KE sẽ bằng D chia cho P0. Trong đó thì D sẽ là cái cổ tức đều đặn hàng năm. Còn K uh, là chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu. Còn P0 sẽ là cái giá trị thị trường của cổ phiếu. Lưu ý là không bao gồm quyền nhận cổ tức sắp được chi trả. Các bạn lưu ý đây là giá không bao gồm quyền nhận cổ tức sắp tới nhé. Còn nếu như đề bài mà cho chúng ta thông tin là giá đã bao gồm cổ tức thì ở khi đó chúng ta sẽ phải trừ cái cổ tức ra để tính ra cái giá trị chưa bao gồm cổ tức ta thấy rằng là cái mô hình này nó có cái nhược điểm lớn nhất là nó giả định rằng cổ phiếu sẽ trị được chi trả cổ tức đều hàng năm trong khi cái điều này nó là không thực tế đúng không ạ do vậy để khắc phục cái nhược điểm này thì ta sẽ có cái mô hình thứ hai gọi là mô hình tăng trưởng cổ tức thật ra thì về bản chất cái mô hình tăng trưởng cổ tức này nó chính là cái mô hình định giá cổ tức kia nhưng chẳng qua là nó sẽ bổ sung thêm cái yếu tố là tăng trưởng cho cái cổ tức thôi tức là nó sẽ giả định rằng là cổ tức uh, tương lai của cổ phiếu là tăng trưởng theo một cái tỷ lệ không đổi thì với cái giả định này cái dòng tiền trong tương lai của cổ phiếu nó sẽ không phải một cái dòng tiền đều nữa đúng không ạ mà là cái dòng tiền tăng trưởng đều do vậy cái công thức tính chi phí sử dụng vốn tương ứng cũng sẽ phải thay đổi để mà phản ánh cái tỷ lệ tăng trưởng này cụ thể thì công thức của chúng ta bây giờ sẽ là bằng KE bằng D0 nhân 1 cộng G chia cho P0 sau đó tất cả cộng với G trong đó thì D0 là cổ tức của năm hiện tại hay là cổ tức vừa nhận được cái lần gần nhất. Còn uh, P0 sẽ là giá trị thị trường mà cũng chưa bao gồm cái uh, cổ tức của cổ phiếu. G thì sẽ là tỷ lệ tăng trưởng của cổ tức và KE sẽ là chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu tất nhiên rồi. Thì ở đây ta thấy rằng là D0 nhân 1 cộng G, D0 là của năm hiện tại, còn G là tỉ lệ tăng trưởng hàng năm thì như vậy D0 nhân 1 cộng G chính là bằng D1 tức là cổ tức của năm 1 đúng không ạ? Các bạn lưu ý cái điểm này bởi vì rất là nhiều bạn nó thường bị nhầm lẫn giữa cái việc xác định D0 và D1. Dẫn đến là tính sai các em mặc dù công thức thì rất là đơn giản. Trong đề bài thì thường sẽ cho chúng ta thông tin về D0 hoặc D1, nhưng mà còn G thì sao? Tỉ lệ tăng trưởng G thì để mà ước tính ra cái tỷ lệ tăng trưởng của cổ tức này các nhà phân tích họ có thể sử dụng rất là nhiều phương pháp bao gồm đánh giá tỷ lệ tăng trưởng của cổ tức hoặc là lợi nhuận qua thời gian hay là sử dụng cái tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành hoặc là sử dụng cái mối quan hệ giữa tỷ lệ tăng trưởng với cả tỷ lệ lợi nhuận giữ lại không được chia cổ tức. G bằng B nhân với cả ROE đó, với B là cái tỷ trọng lợi nhuận được giữ lại thay vì trả cổ tức. Và RE là lợi nhuận trên vốn hoặc là người ta cũng có thể uh, lấy kết quả trung bình của các tất cả các phương pháp này để tính ra g trong phạm vi của môn quản lý tài chính này thì ta sẽ sử dụng hai phương pháp để mà ước tính ra g đó là sử dụng cái tỷ lệ tăng trưởng trong quá khứ của cổ tức và thứ hai là sử dụng cái công thức g bằng b nhân cả roe mà chúng ta vừa đề cập thì sau đây chúng ta hãy cùng đi xem hai tình huống cụ thể để hiểu rõ hơn tình huống đầu tiên này Công ty GG thì có chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu là 25% và công ty thì có 4 triệu cổ phiếu đang được lưu hành. Biết rằng là cái tình hình chi trả cổ tức của công ty từ năm X9 cho đến năm Y3 thì như như các bạn nhìn thấy trên màn hình, cổ tức thì sẽ được kỳ vọng để là tăng trưởng theo tỷ lệ trung bình không đổi trong tương lai. Yêu cầu ở đây là theo cái mô hình định giá cổ phiếu thì giá cổ phiếu đầu năm Y4 sẽ là bao nhiêu làm tròn hai số thập phân. Thì với cái tình huống này nhé, đề bài yêu cầu sử dụng mô hình định giá cổ tức để xác định giá cổ phiếu nhưng mà lại cung cấp thông tin để tính g nên ta mặc định hiểu là mình sẽ phải uh, sử dụng mô hình định giá cổ tức có xem xét đến tỷ lệ tăng trưởng nhé. Trong tình huống này thì đề bài cho thông tin về cổ tức của các năm. Do vậy thì ta có thể tính g bằng cách lấy cổ tức của năm lớn nhất mà chia cho cổ tức của năm nhỏ nhất sau đó lấy căn bậc tương ứng số năm chênh lệch và trừ đi một để tính ra được tỷ lệ trung bình mỗi năm. Cụ thể này, cổ tức của năm lớn nhất là năm Y3 là 423.000 đô, cổ tức của năm bé nhất năm X9 là 220.000 đô. Và khoảng thời gian chênh lệch từ năm X3 đến năm từ năm X9 đến năm Y3 là 4 năm. Thì như vậy ta sẽ lấy căn bậc 4 của 423.000 đô trên 220.000 đô sau đó tất cả trừ đi 1 được chưa? thì ta sẽ ra được G bằng uh, 17.8% đến đây thì ta sẽ áp dụng cái công thức là K bằng D1 chia cho P0 cộng với G suy ra ta biến đổi công thức thì suy ra được là P0 ở đây sẽ bằng là D1 chia cho KE trừ G đúng không ạ? thì ta sẽ tính ra được cái giá cổ phiếu của đầu năm Y4 ở đây ta có 5Y3 là năm gần nhất để nhận được cổ tức nên sẽ coi là năm 0. Vậy 5Y4 sẽ được coi là năm 1. Thì ta sẽ lấy cổ tức của 5Y3 là 423.000 đô mà ta nhân với cả 1 cộng với G tức là 17.8% ta sẽ ra được cổ tức của 5Y4 đúng không ạ? Sau đó ta sẽ chia cho KE bằng 25% và trừ đi G bằng 17.8%. Thì ta sẽ ra được tổng cái tổng giá trị của cổ phiếu của công ty sẽ là 6 triệu 920.750 đô ở đây thì có 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành vậy ta chia cho 4 triệu ta sẽ ra được ở giá trị của một cái cổ phiếu sẽ là 0.173 đô thì đây là cái tình huống thứ nhất mà chúng ta đi xác định g bằng cách là sử dụng cái uh, thông tin về cổ tức trong quá khứ được chưa ạ bây giờ ta sẽ sang cái tình huống tiếp theo này Công ty IPA thì dự định chi trả cổ tức là 0.5 đô cho mỗi một cái cổ phiếu phổ thông. Biết rằng cái chỉ số EPS của công ty là 1.5. Giá trị của tài sản thuần trên một cổ phiếu là 6. Giá cổ phiếu hiện tại là 4.5 đô cho một cổ phiếu. Yêu cầu ở đây là họ xem cái chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của công ty là bao nhiêu trong tình huống này của chúng ta ấy, thì ta sẽ có các cái thông tin đầu tiên là cổ tức D0 dự định chi trả mà D0 sẽ bằng 0.5 này P tức là giá trị của cổ phiếu là 4.5 đô nhưng mà lưu ý rằng đây là cái giá trị đã bao gồm cổ tức sắp chi trả đúng không ạ do vậy thì để mà tính ra được cái giá trị cổ phiếu chưa bao gồm cổ tức đã chi trả sắp chi trả thì sẽ phải lấy 4.5 trừ đi 0.5 ra được là 4 đô cho một cổ phiếu đúng không ạ? Tiếp theo lại có cái thông tin là EPS tức là thu nhập trên một cổ phiếu là bằng 1.5 đô trong khi giá trị tài sản thuần trên một cổ phiếu là bằng 6 đô. Thì ở đây ta sẽ cần biến đổi công thức một chút để ra cái thông tin chúng ta cần. Cụ thể là ta sẽ lấy cái tỷ lệ EPS tức là thu nhập trên một cổ phiếu mà chia cho giá trị của tài sản thuần trên một cổ phiếu thì hai cái mẫu số là nó bằng giống giống nhau nên nó chia tiêu cho nhau đúng không ạ? Như vậy ta sẽ chỉ còn là cái tỷ lệ là thu nhập chia cho tài sản thuần. Mà tài sản thuần thì lại chính là bằng giá trị vốn chủ sở hữu. Do vậy ta cái chỉ số này bây giờ sẽ trở thành là thu nhập chia cho vốn chủ sở hữu chính là bằng ROE của chúng ta và bằng là 1.5 mà chia cho 6 bằng là 25%. Đó, cái đây là đây chắc là điểm khó nhất trong cái tình huống này là biến đổi cái uh, mối quan hệ giữa hai cái tỷ lệ uh, EPS và tài sản thuần trên cổ phiếu để mà ra được ROE. Tiếp theo thì ta sẽ đi uh, xác định thông tin để uh, tìm ra cái hệ số B của chúng ta tức là tỷ lệ lợi nhuận giữ lại không chịu cổ tức đúng không ạ? Thì ở đây ta có cái tổng cái thu nhập trên một cổ phiếu là 1.5 đô trong khi đó cái cổ tức chi trả trên một cổ phiếu là 0.5 đô như vậy ta lấy 1.5 trừ đi 0.5 ra bằng 1 đô tức là cái bằng cái giá trị của lợi nhuận giữ lại trên một cổ phiếu đúng không ạ? Vậy thì ta lấy cái giá trị của cái lợi nhuận giữ lại không chịu cổ tức trên một cổ phiếu mà ta, ta chia, chia cho cái tổng cái thu nhập trên một cổ phiếu là 1.5 thì ta sẽ ra được cái tỷ lệ lợi nhuận giữ lại không chịu cổ tức. Như vậy, B của chúng ta ở đây sẽ bằng là 1 chia cho 1.5 bằng 66.67%. Biết ROE, biết B rồi vậy thì ta sẽ dễ dàng tính ra được giá trị của G đúng không ạ? G sẽ bằng B nhân với cả ROE tức là bằng 66.67% mà nhân 25% bằng là 16.67%. Sau đó thì ta sẽ thay các cái giá trị tính toán vào cái công thức để tính KE của chúng ta. KE sẽ bằng là D0 là 0.5 nhân với cả 1 cộng với G bằng 16.67%. Sau đó chia cho P là bằng 4 sau đó tất cả cộng với cả G là 16.7% thì ta sẽ ra được cái giá trị của KE là 31% Thì đó là cái cách mà chúng ta dùng cái mô hình chiết khấu cổ tức để mà tính ra cái chi phí vốn chủ sở hữu nhé Thì ta thấy rằng là dù cái mô hình này nó đã xem xét đến cái sự tăng trưởng của cổ tức Nhưng mà trong thực tế thì cổ tức nó sẽ không tăng trưởng theo cái tỷ lệ cố định như giả định đúng không ạ và ngoài ra thì cái mô hình này nó còn có một số rất nhiệt điểm như kiểu là nó không xem xét đến lợi nhuận thu được từ bán cổ phiếu này rồi thì nó lại không xem xét đến cái chi phí phát hành cổ phiếu này và nó sẽ không có ý nghĩa khi mà một công ty họ không chi trả cổ tức nó cũng không xem xét đến cái rủi ro của cổ phiếu hay là của khoản đầu tư và chính vì vậy nên là chúng ta sẽ có thêm cả các cái phương pháp khác nữa để mà xác định cái chi phí của vốn chủ sở hữu thì bây giờ ta sẽ sang cái tình huống thứ ba tức là sử dụng cái mô hình CPM để tính uh, chi phí của vốn chủ sở hữu. Cái Điểm khác biệt của cái mô hình này là nó xem xét cụ thể đến rủi ro của công cụ vốn chủ sở hữu hay là cổ phiếu. Cụ thể thì um, mô hình này nó sẽ xuất phát từ cái quan điểm rằng là khi mà một nhà đầu tư họ đầu tư vào một cái cổ phiếu này thì họ sẽ kỳ vọng nhận được cái tỷ suất lợi nhuận ít nhất là bằng với cả cái tỷ suất lợi nhuận khi mà đầu tư vào một cái cổ phiếu một cái khoản đầu tư không có rủi ro sau đó thì cộng thêm với cái phần tỷ suất lợi nhuận để bù đắp cho cái phần rủi ro mà họ phải chịu khi mà mua một cái cổ phiếu này mà rủi ro ở đây thì sẽ bao gồm hai loại cái thứ nhất là rủi ro hệ thống hay là rủi ro thị trường nó là cái rủi ro tiềm tàng liên quan đến cái sự biến động của toàn bộ thị trường tức là nó liên quan đến tất cả các khoản đầu tư trên thị trường chứ không phải riêng gì một khoản đầu tư nào cả và chính vì vậy đây là cái rủi ro mà công ty không thể giảm thiểu được bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình dù có chọn cái chiến lược đầu tư như nào đi chăng nữa thì vẫn phải gánh cái rủi ro hệ thống đó và cái thứ hai là cái rủi ro phi hệ thống thì đây là cái rủi ro riêng biệt của từng khoản đầu tư và do vậy thì có thể giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư tức là thay vì chọn cổ phiếu này ta chọn cổ phiếu khác có rủi ro thấp hơn chẳng hạn đúng không ạ thì bởi vì cái rủi ro hệ thống thì không thể được triệt tiêu trong khi rủi ro phi hệ thống thì có thể triệt tiêu bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư do đó sẽ giả định rằng là nhà đầu tư họ sẽ đòi hỏi họ sẽ kỳ vọng nhận được cái phần tỷ suất lợi nhuận bù đắp cho cái rủi ro hệ thống còn cái phần rủi ro phi hệ thống có thể được đa dạng hóa, có thể được triệt tiêu một cách đa dạng hóa danh mục đầu tư thì họ sẽ không yêu cầu. Như vậy, cái phần lợi nhuận tăng thêm để bù đắp rủi ro mà nhà đầu tư yêu cầu đây sẽ chỉ để bù đắp cho cái rủi ro hệ thống của khoản đầu tư mà thôi. Được chưa ạ? Các bạn đừng nhầm lẫn nhé. Rủi ro gồm hai phần, rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống thì bởi vì rủi ro phi hệ thống thì có thể được triệt tiêu bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư do vậy nhà đầu tư họ chỉ yêu cầu cái phần tỷ suất lợi nhuận để bù đắp cho rủi ro hệ thống mà thôi được chưa ạ? vấn đề ở đây là làm thế nào để tính toán được cái phần tỷ suất lợi nhuận uh, để bù đắp cho rủi ro hệ thống của khoản đầu tư thì cái mô hình cpm nó sẽ giúp chúng ta tính toán ra cụ thể thì cái mô hình cpm nó sẽ cho rằng là cái tỷ suất lợi nhuận bù đắp rủi ro cho khoản đầu tư sẽ được xác định bằng mức độ rủi ro của hệ thống đối với cái khoản đầu tư này và nhân với cả cái tranh lệch giữa lợi nhuận trung bình của thị trường và lợi nhuận của khoản đầu tư không có rủi ro. Trong đó thì cái hệ số phản ánh rủi ro hệ thống của khoản đầu tư trên thị trường sẽ được gọi là hệ số beta. Beta mà càng cao thì khoản đầu tư càng nhạy cảm với sự biến động trên thị trường. Cụ thể nếu như mà hệ số beta này mà nhỏ hơn 1 này thì chứng tỏ là khoản đầu tư sẽ có rủi ro thấp hơn rủi ro trung bình trên thị trường. Nếu như mà chẳng hạn như beta bằng 0.2 thì nghĩa là khi thị trường giảm 1% thì khoản đầu tư này chỉ giảm 0.2% thôi bằng ngược lại. Nếu beta bằng 1 thì nghĩa là khoản đầu tư có rủi ro bằng với rủi ro trung bình trên thị trường, nghĩa là thị trường giảm 1% nó cũng giảm 1%. Còn nếu như mà beta lớn hơn 1 thì nghĩa là khoản đầu tư có rủi ro lớn hơn rủi ro trung bình trên thị trường. Chẳng hạn như thị trường giảm 1% thì nó có thể giảm đến 1.5%, 2% chẳng hạn, được chưa ạ? Thì chính vì vậy cho nên bạn sẽ thấy rằng là khi mà cái beta này nó càng cao thì chứng tỏ khoản đầu tư có rủi ro càng cao so với thị trường đúng không? Thì dẫn đến là cái tỷ suất lợi nhuận mà nhà đầu tư họ muốn để bù đắp cho cái rủi ro này càng lớn. Còn cái phần uh, chênh lệch giữa lợi nhuận trung bình của thị trường và lợi nhuận của khoản đầu tư không có rủi ro thì sẽ được ký hiệu là ERM RF, với ERM là tỷ suất lợi nhuận trung bình của thị trường, còn RS là cái phần uh, lợi nhuận của cái khoản đầu tư không rủi ro. Cái này thì rất uh, dễ hiểu rồi đúng không ạ? Bây giờ cái uh, lợi nhuận của một cái khoản đầu tư không có rủi ro là 6% đi thì bây giờ cái trong khi cái lợi nhuận uh, trung bình trên thị trường là 8% vậy thì cái phần chênh uh, lệch lợi nhuận uh, giữa cái lợi nhuận trung bình của thị trường và lợi nhuận của khoản đầu tư sẽ là 2% thì nó chính là cái phần tỷ suất lợi nhuận mà nhà đầu tư họ yêu cầu thêm để bù đắp cho cái việc uh, cho cái rủi ro của khoản đầu tư của họ. Được chưa? các bạn phải hiểu kỹ bản chất ở chỗ này nếu không là khi vào trong các tình huống tính toán của cái mô hình CPM này tính toán thì đơn giản nhưng mà rất dễ sai bởi vì chúng ta xác định sai cái thông tin ấy như vậy tổng kết lại ở đây thì để tính ra được cái chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu theo mô hình CPM thì ta sẽ có là chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu sẽ bằng RF cộng với cả RM trừ RF nhân với cả beta i trong đó thì RF sẽ là cái tỷ suất lợi nhuận của khoản đầu tư không rủi ro ERM sẽ là cái tỷ suất lợi nhuận trung bình trên thị trường và ERM-RF khi này sẽ là cái phần uh, lợi nhuận để bù đắp rủi ro trên thị trường Beta-Y thì các bạn biết rồi, nó là cái rủi ro hệ thống hay rủi ro thị trường mà chúng ta vừa đề cập Sau đây chúng ta hãy cùng đi xem một cái tình huống sau một cổ phiếu của MS thì có cái hệ số beta là 1.3. Cái rằng hệ số beta của nợ của công ty là 0.1, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty là 20%. Phần bù rủi ro thị trường là 8% và lãi suất không rủi ro là 3%, thuế suất 30%. Hỏi cái chi phí vốn chủ sở hữu của công ty. Ừ cái tình huống này nó hỏi chi phí vốn chủ sở hữu nhưng nó lại cho cả thông tin về Cả công cụ vay nợ các kiểu thì nó chỉ là để đánh lừa thôi để xem kiểu các bạn nào mà không hiểu bản chất không uh, không nắm được uh, bản chất của công thức tính thì sẽ kiểu lắp sai thông tin ấy. ở đây thì ta phân tích này ta có hệ số beta là bằng uh, 1.3 bởi vì ta đang tính vốn chủ sở hữu thì ta chỉ dùng cái hệ số beta của vốn chủ sở hữu thôi đúng không ạ RF, tức là cái tỷ suất lợi, lợi nhuận của khoản đầu tư không rủi ro là 3% Đề bài này thì không cho thông tin về tỷ suất lợi nhuận trung bình của thị trường mà thay vào đó nó chưa cho thông tin về cái phần bù rủi ro của thị trường, tức là RM f bằng 8%. Đó, như vậy bạn nào mà không hiểu bản chất cho rằng uh, xác định RM ở đây là 8% thì là sai nha. Ở đây nó là phần bù rủi ro thị trường thì nó phải bằng RM RF. Thì lắp cái thông tin này vào trong công thức tính thì ta sẽ có là cái chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu ở đây sẽ bằng um, 3% cộng với cả 1.3 nhân với cả 8% bằng là 13.4%. Tính toán thì rất là đơn giản đúng không ạ? Sau khi đã hiểu được cụ thể cách tính toán của mô hình CPM thì chúng ta hãy thảo luận thêm một chút về những cái giả định mà mô hình này sử dụng nhé. Những cái giả định này ở cái cạnh nào đó thì nó cũng chính là hạn chế của cái mô hình CPM ấy cái thứ nhất là cái giả định mà chúng ta đã đề cập đến từ đầu đó là cái mô hình CPM này nó giả định rằng các cái nhà đầu tư sẽ nắm giữ danh mục đầu tư được đa dạng hóa và do vậy cái rủi ro phi hệ thống sẽ tự động được triệt tiêu sẽ có thể được triệt tiêu và vì vậy thì cái mô hình CPM nó sẽ chỉ xem xét cái rủi ro hệ thống là cái rủi ro không triệt tiêu được đúng không ạ khi mà tính cái chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu cụ thể là nó thể hiện qua cái hệ số beta tuy nhiên trong thực tế nếu như mà cổ đông họ không nắm giữ cái danh mục được đa dạng hóa thì rõ ràng họ sẽ chịu cả hai loại rủi ro chứ đúng không và ngoài ra thì cái mô hình cpm này nó cũng không xem xét các cái yếu tố rủi ro khác ví dụ như là quy mô của công ty này danh tiếng công ty các kiểu này trong khi rõ ràng là công ty mà có quy mô nhỏ thì cái rủi ro cái khả năng thất bại sẽ cao hơn chứ đúng không và ngoài ra là một cái điểm nữa cũng liên quan cái phần rủi ro này đó là cái hệ số beta mà cái mô hình cpm sử dụng nó còn là cái dữ liệu được xây dựng trong quả, từ cái quá khứ nữa và khi mà công ty thay đổi cái hệ số vay nợ hay là cái chiến lược hoạt động thì khi đó cái hệ số beta dựa trên cái dữ liệu quá khứ này nó sẽ không phản ánh đúng cái rủi ro của công ty nữa. Được chưa? Cái giả định thứ hai mà cái mô hình CPM sử dụng đó là cái mô hình này nó giả định rằng tất cả các khoản thu nhập thì của các khoản đầu tư ấy thì đều diễn ra trong cái thời hạn giao dịch là một cái kỳ giao dịch tiêu chuẩn thường được tính là một năm trong khi đó với những khoản đầu tư mà có thời hạn kéo có cái thời gian dự kiến kéo dài hơn thì nhà đầu tư họ sẽ kỳ vọng cái lợi tức mang lại kéo dài hơn chứ đúng không ạ cái giả định thứ ba đó là cái mô hình này nó giả định rằng là cái thị trường vốn là hoàn hảo do vậy thì không phát sinh thuế không phát sinh chi phí giao dịch chính vì vậy là các bạn nhìn thấy trong cái công thức tính của mô hình CPM sẽ không thấy đề cập đến chi phí giao dịch cũng không đề cập đến ảnh hưởng của thuế gì cả đúng không ạ tuy nhiên là cái điều này nó không có thực tế một cái giả định nữa mà cái mô hình này sử dụng đó là mô hình này nó giả định rằng tất cả các cái nhà đầu tư đều có thể vay và cho vay với cái tỷ suất um, sinh lời phi rủi ro cái mà chúng ta ký hiệu ở rf nó là cái tỷ suất sinh lợi tối thiểu mà tất cả các cái nhà đầu tư yêu cầu đó và cái rf này thì nó được bằng, bao gồm trong cái mô hình tính CAPE tuy nhiên cái điều này nó không thực tế đúng không ạ cái nguồn vốn vay mà đặc biệt là nguồn vốn vay giá rẻ thì không bao giờ là gọi là có thể tiếp cận công bằng đối với tất cả các nhà đầu tư được. Kiểu gì cũng sẽ là chỉ dễ dàng với một số đối tượng và hạn chế với những đối tượng khác. Thì cũng chính bởi vì những cái giả định mà nó không thực tế như thế này thì nó sẽ khiến cho cái mô hình CPM nó có một số cái nhược điểm như chúng ta vừa đề cập vừa giải thích. Thì lý do mình giải thích cái phần này để bởi vì uh, các cái câu hỏi tự luận trong đề thi thì có thể là họ sẽ thích uh, khai thác các cái khía cạnh này của mô hình CPM. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang cái phần nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ đi tính cái chi phí sử dụng vốn đối với các cái cổ phiếu ưu đãi. Uhm, sở dĩ mình phải tách cái cổ phiếu ưu đãi thành một mục riêng, bởi vì cái loại cổ phiếu này nó có thể sẽ là công cụ nợ hoặc công cụ vốn hoặc là công cụ hỗn hợp, nói chung là tùy từng trường hợp và mỗi cái trường hợp thì sẽ có cái cách tính chi phí sử dụng vốn riêng ta sẽ có ba cái trường hợp thứ nhất là với các cổ phiếu ưu đãi không hoàn lại không có khả năng chuyển đổi thì khi này nó sẽ là một cái công cụ vốn chủ sở hữu đơn thuần với cái dòng tiền đều vĩnh cửu sẽ là uh, cổ tức cố định hàng năm như vậy thì cái việc uh, tính chi phí sử dụng vốn cho cái công cụ này sẽ hoàn toàn giống như là um, khi chúng ta tính cái chi phí vốn chủ sở hữu theo cái mô hình định giá cổ tức đúng không ạ và cụ thể thì cái chi phí uh, vô, sử dụng vốn của cái cổ phiếu đãi trong trường hợp này sẽ là k bằng d chia cho p 0 cái trường hợp thứ hai là với các cổ phiếu đãi có hoàn lại tức là có thời gian đáo hạn và không có khả năng chuyển đổi thì khi này đây sẽ là một cái công cụ nợ vay có hoàn lại đơn thuần với cái dòng tiền đều là cổ tức hàng năm và dòng tiền đáo hạn gốc vào cái năm đáo hạn của cổ phiếu đãi. Và như vậy thì cái việc tính chi phí sử dụng vốn cho công cụ này nó sẽ hoàn toàn giống như là cái công cụ vay có hoàn trả mà ta đã xem xét ở phần 1. Tức là ta sẽ áp dụng cái phương pháp tính IRR để tính ra cái chi phí sử dụng vốn. Được chưa ạ? Trường hợp thứ ba là với cổ phiếu ưu đãi mà có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu thì khi này đây sẽ là cái công cụ nợ vay có khả năng chuyển đổi. Và do vậy thì cái chi phí sử dụng vốn tương ứng cũng sẽ được tính theo cái phương pháp chúng ta đã áp dụng cho các cái công cụ vay có khả năng chuyển đổi. Tuy nhiên cũng phải nói là trong phạm vi của môn quản lý tài chính thì tình huống mà chúng ta thường gặp sẽ là tình huống đầu tiên Tức là cổ phiếu ưu đãi là không hoàn lại, không có khả năng chuyển đổi Và khi này thì chi phí sử dụng vốn bằng D chi cho P0 Chúng ta hãy cùng đi xem tình huống sau Một cổ phiếu ưu đãi thì có mệnh giá là 0.5 đô và tỷ lệ chi trả cổ tức 8% Cổ phiếu này thì đang được giao dịch với giá là 0.3 đô là giá đã bao gồm cổ tức sắp chi trả công ty thì có thuế suất 30%. Hỏi cái chi phí sử dụng vốn của cái cổ phiếu ưu đãi này, làm tròn kết quả đến một số thập phân. Đây là một cái tình huống rất là đơn giản, nó chỉ bẫy ở hai điểm, cái thứ nhất là giá của cổ phiếu thì đây là cái giá đã bao gồm cổ tức, do vậy chúng ta phải trừ đi giá trị của cổ tức khi mà chúng ta tính chi phí sử dụng vốn. Và cái thứ hai là liên quan đến thuế suất, nó cho thông tin về thuế suất nhưng mà trong cái trường hợp này của chúng ta thì bởi vì đây là cổ phiếu ưu đãi này nó là cổ phiếu ưu đãi không hoàn lại không hoàn trả không khả năng chuyển đổi tức là nó là công cụ vốn chủ sở hữu đơn thuần và như vậy thì nó sẽ không bị xem xét ảnh hưởng của thuế bởi vì cổ tức chi trả nó sẽ được chi trả từ um, lợi nhuận giữ lại mà nó không tính vào chi phí tài chính của công ty do vậy sẽ không xem xét ảnh hưởng của thuế thì như vậy bạn nào mà xem xét ảnh hưởng của thuế ở đây là bị bẫy nhá chỉ sau khi mà đã phân tích được ra rồi thì tính toán rất là đơn giản đầu tiên ta lấy um, cái giá cổ phiếu ta tính ra giá cổ phiếu không bao gồm cổ tức sẽ bằng 0.3 đô mà trừ đi tỷ lệ chi trả 8% nhân với cả mệnh giá 0.5 ta sẽ ra được giá cổ phiếu không bao gồm cổ tức là 0.26 đô sau đó ta tính ra chi phí sử dụng vốn bằng cách lấy cổ tức mà chia cho giá của cổ phiếu không bao gồm cổ tức bằng là 8% nhân với cả 0.5 mà chia cho 0.26 bằng là 15.4% như vậy là sau video này thì chúng ta đã nắm được cách để tính chi phí sử dụng vốn chi tiết cho từng loại nguồn vốn rồi. Sang video tiếp theo thì vẫn tiếp tục về cái chủ đề chi phí sử dụng vốn. Tuy nhiên là chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung khác khó hơn chút đó là chúng ta đi xem xét cái chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền WACC và chi phí sử dụng vốn chi tiết cụ thể cho dự án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.